Bên trong viện chị cô chú bác quay trở lại kênh với Phú. Nên em sẽ đi đến cái quầy hàng hỏng, em sẽ quay mấy con loa hỏng cho bác xem. Nhiều bác có comment, có nhắn tin qua Facebook, Zalo. Zalo em có để ở phần mô tả video nhé bác. Bác vào xem video thì vào đấy lấy giúp em, chứ lại comment là cho anh Facebook Zalo. Nhưng bác không 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 nhìn nữa, em để cho phần mô tả video hết, và em còn ghi bình luận Facebook lên luôn đấy. Có cả Zalo em để cho mình trên trên mô tả video nha bác. Đây em quay mấy con loa hỏng và bác xem này. Mấy con loa này đây người ta bán còn tầm còn là đắt thì nó tầm 600-700 nghìn thôi, còn rẻ thì 100 nghìn. Đây ví dụ đôi Kenwood này đi, 100 nghìn, 150 ở 101. Kenwood SLSG 3N sản xuất mình ở đây là con này kiểm tra ngày 2020 tháng 13 mùng 10 tháng 3 năm 2020. Sao mà căng ra cho bác xem. Bác nó vẫn ok chứ. Mấy anh em ở trong ký túc vẫn mua mấy con như này về để nghe nhạc ấy, vẫn nghe tốt không vấn đề gì nhỉ. Đây người ta không ghi là bị lỗi gì nha bác. Hàng này có thể là người ta chỉ còn hai loa con này thôi chứ không còn cái trầm, nên người ta bán hàng hỏng đấy. Con này tầm 101, nặng tầm cân cái, hơn cân cái đấy, kiểu kiểu vậy. Đây là ví dụ mấy cái trầm này này, chỉ có trầm không, không có loa nữa thì người ta cũng bán là con hỏng không. Đây, con của Logicool này thì bán tầm 170 nghìn, 180 nghìn mà máy tính rồi. Bên này cái này có 2 inch 1 speaker của con loa gì đây. Ôi giời, tí nữa thì không trượt phát nào. Chết 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 chết, bỏ lên đã. Độ loa nó quay đến nó đâm chết. Ở đây có một con Panasonic nhìn rất là hầm hố. Thằng ấy căng ra cái đã. Vẫn còn ngon nha bác. Bát gì vẫn còn ngon nha. Cái này thì bát 10 Panasonic SBAK17 này. Nó có một mình nó thôi. Mình cái thằng loa này thôi, không có loa nhỏ gì đi, thớt đĩa gì đi kèm. Bán 201, âm vẫn xuất bình thường này, 203. Còn đây là một mấy cái này là mấy thằng hàng hỏng đó, nên là không có bảo hành như các bác nhé. Các bác nếu mua hàng hỏng thì phải chấp nhận là con này cũng khá nặng tầm 4-5 cân, nghe chắc là cũng ok. Chuyện này nhiều quá nhỉ, vầy vào nó không muốn bươi ra để xem nữa. Có cái nút gì to đúng không? Thôi em sẽ quay mấy con ở ngoài thôi, con trong lôi lôi ra nó rơi vỡ thì chết dở. Trên này có mấy con loa con 4.1, 5.1, một bộ dàn 5.1 của Sony này. Đây này, là dàn mini này, nguyên dàn này, con này gì đây, đơn dụng. Tự nó mới có một cái một phía không nghe được sao nó, người ta không check được, người ta không kiểm tra được cái âm thanh của một đơn chuyên dụng. Còn này thì nó bị hỏng cái âm thanh của cái gì đây, của loa con chuyên dụng, loa con này nó bị hỏng này, nên là người ta không kiểm tra được cái âm thanh của nó này. Nhưng mà người thông ghi là mấy con hỏng cả, chỉ ghi là loa con hỏng thôi. Đây có chữ tử hay là chữ con nhé, tự con tôn cháu ta sẽ học tiếng chữ Hán Việt đấy. Rồi bỏ qua. Em bên này là con Maran, con này không có ghi giá gì nha bác. Con này vẫn còn đẹp này, ấy ngon nhá. Maran LS 60 25 mã nhá. Một đôi luôn đấy, phía sau một cái rồi. Nhưng con này không ghi giá nên là không biết giá nó bán thế nào. Nhưng con này cũng khá ngon. Dưới này là có một con trầm Victor. Ở đây là một con Sony nữa này, mấy con Victor gì đây, Victor SP. Không phải là con trầm, nó có hai cái loa luôn đấy. Đấy, nó là một loa cây luôn. Nó bán 170 nghìn, 180 nghìn đấy.
Speakers SPUXA10DVD. Vẫn xuất âm bình thường. Trên này là có mớ loa của thôi, loại này thôi. Pioneer. À, Pioneer thì cũng quay coi bác xem. Ba con Pioneer giá 220.000đ. Hai con này chắc chắn là vẫn nghe được. Không có vấn đề gì. Đây, âm vẫn xuất bình thường nhé. Không có dây, không có loa cái nên người ta bán hàng hỏng ấy. Đây có một con trầm Yamaha, con này giống như giống con em mua cho anh Kiên Thái Bình sao. Vẫn xuất âm. Yamaha IST SW45. Vẫn xuất âm bình thường, có giá còn 350. Bên này con loa Bluetooth này trước em có định mua nhưng mà nó kết nối Bluetooth được nhưng mà âm xuất ra nhỏ. Không được. Mấy con này là người ta vẫn, những con mà âm vẫn xuất ra được là người ta có check, có âm xuất ra nhỏ nha các bác. Nhưng mà âm nó có thể là không chuẩn, không to nên là người ta bán hàng hỏng ấy. Chứ không phải là âm xuất ra được là nó vẫn xuất bình thường nha các bác nhé. Đây này, ví dụ như con này à, âm xuất bình thường nhưng mà một phía. Con này thì có hai loa nhé. Ví dụ con monitor audio này, âm xuất bình thường nhưng mà một bên là nghe đấy, âm được rất là nhỏ. Đấy, kiểu như vậy thì vẫn ra loa, vẫn ra tiếng nhưng mà bên to bên nhỏ thì người sẽ bán hàng hỏng luôn, kiểu vậy. Hay là JBL gì đây ngon đấy, một đôi này khéo mua được. Thế nữa châm cứu. Đây là một con Pioneer trầm, một con loa Pioneer Highway SUK3 bát thứ vẫn cơ bình thường. Ôi giời, ôi giời, nảy lên luôn hai chết đấy. Con này người ta bán 700.000, con này người ta vẫn nghe được. Xem nào, phía bên trái có một đôi nhá, một trong con cái kìa. Đây người ta ghi có bên âm xuất âm của cái loa bên trái có vấn đề thôi. Đó, bên trái có vấn đề nên là người ta bán hàng hỏng nhá. 700.000 kinh thế. Ốc nhái gì gác hết rồi. Đấy, rồi sau này là có mấy con rất là to này. Đây kia là mấy dàn cái nút thế nào chờ tí. Đây có một đôi Pioneer rất là to, Pioneer CS F660. Cái này có giá 500.000 một đôi như này. Âm vẫn xuất nhưng mà không biết là có vấn đề gì. Nghe căng rất là chặt. Không tháo ra được luôn. Một tay em cầm điện thoại trong tay. Không thể giật được con ra, rất là chặt các bạn. Pioneer rất to nhá. Người này là 40 rồi này. Rồi này 35, người kia này phải 60. Đấy, 160 Pioneer CS F660. Rất là nặng đấy. Này tầm 10 cân một cái. Một đôi này phải tầm 2 yên. Rồi bên này có mấy con loa cây này. Pioneer này, con này vẫn bình thường sao người ta bán 3 sen một cái. Tầm hơn 600.000 một cái. Sắt hết nặng lắm. Để em sắt này. Thôi, cái này bắt đầu bảo mua em xin phép được từ chối, nó nặng và nó cồng kềnh. Lúc đóng hàng những cái loa như thế này nó không có hộp, nó rất là cồng kềnh, rất là chèn nỗi hộp các thứ ấy. Đấy các bác cũng gạo nhé. Sony nữa này. Sony của bạn 350 một cái. Đây con cái, đây con cái, không phải là một đôi cùng nhau đâu. Hai cái, hai đôi khác nhau. Đây là SSGT66. Cái này là NXVS1 của Yamaha. VS10E. Đây, con này là 450, con này là 350. Đây con này vẫn nghe bình thường, Pioneer nghe bình thường này. Pioneer này vẫn nghe bình thường, 450. Chà. Con loa không này làm được cái trò trống gì nhỉ? Đây này có mấy cái dàn bị thiếu mất một bên. Bán 700.000, trời, to đùng này, nặng quá. Có một loa này thôi, một bên này không có. Libin,
gì gì hạn gì thôi, không có tên tuổi các bác chả nào hỏi em chả quay đây. Sang quay âm ly hỏng đấy, đây là toàn bộ mấy cái loa đài hỏng mà lâu lâu quay lại thì cũng có nhiều người người ta mua trước có đôi gì ở đây, có bạn hỏi Yamaha họ ở đây nhưng mà các bác mua rồi nên là hôm nay định ra để hỏi xem lại cho bác đấy nhưng mà không còn đấy, thì mấy con em quay tặng cho bác xem giá thì nó dao động từ 100 đến 600-700. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Chào, còn 5.1 can út này, 5.1 can út còn 3.5 nha bác. Ok, xin chấm dứt video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.